Xin chào mọi người, mình là Thi đây. Hôm nay mình được tặng cái tuýp sữa ông thọ này nè. Đây là một người đàn ông duy nhất ở Việt Nam có sữa mọi người. Còn đây là mình bày ra một số món để ăn chung với sữa nè. Mọi người xem hết video này nha. Mình có bánh mì, hamburger và sandwich, một hộp kem dừa và ít sô-cô-la nữa. Cái sandwich này mình cắt làm đôi xong mình bỏ vào nồi chiên không dầu để cho nó giòn lên nha. Ở đây có ai đã từng ăn bánh mì với kem chưa? Theo mình được biết thì cái món này là món tuổi thơ của người An Giang Đồng Tháp á mọi người. Bạn nào đã ăn rồi thì comment cho mình biết với nha. Đây là lần đầu tiên mình làm và mình ăn thử á. Cái tuýp sữa ông thọ này là cái loại mới ra trên thị trường á mọi người. Nhìn nó lạ đúng không? Mình thấy thì nó cũng bình thường như cái loại hộp, nhưng mà có điều nó hơi lỏng hơn thôi. Nhưng mà rất là tiện luôn á mọi người, không còn phải mất công khui ra như cái hộp truyền thống nữa. Cái sô cô la này là mình nấu lên từ mấy cái đồng tiền vàng hồi xưa mình hay chơi á mọi người. Mình nhầm rồi, hay ăn chứ không phải hay chơi nha. Đây là mình đang kẹp kem vào hamburger nè, rồi sau đó là cho sữa lên, một ít sô cô la nữa. Cuối cùng là mình lấy sandwich để chiên giòn, bỏ một ít kem lên như thế này, sau đó là sữa ông thọ. Hình như gọi là kem chiên đúng không mọi người? Ăn thôi nào, xin mời mọi người nha. Đây là lần đầu tiên mình ăn ba món này luôn á. Bánh mì thì mềm, kem thì lạnh, ăn đã lắm luôn á. Hamburger ăn nó mềm hơn, siêu ngon luôn á mọi người. Chúc mọi người thành công nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Bye bye.